chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động số 96 của truyền hình báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, có một nàng công chúa chuột sống trong cung điện. Một ngày nọ, nàng công chúa bị chúa tể mèo bắt cóc và giấu vào trong lâu đài nằm trong mê cung bí ẩn. Đường vào mê cung ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm. Chàng hoàng tử chuột phải vận dụng trí thông minh của mình để vượt qua mê cung và tránh các bẫy của mèo đặt ra. Trên đường đi thì chàng hoàng tử chuột còn phải lấy được chìa khóa và vũ khí. Vậy chàng hoàng tử làm gì để cứu được nàng công chúa của mình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần tiêu điểm của bản tin Chuyển động số ngày hôm nay nhé. Ngoài ra thì bản tin còn có một số thông tin đáng chú ý như sau. Samsung ra mắt điện thoại màn hình cong đầu tiên. Rút tiền bằng điện thoại tại ATM thay cho thẻ. Phần góc thủ thuật sẽ giúp bạn tận dụng những tính năng độc đáo của YouTube. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chương trình. Hãng sản xuất xe hơi thể thao cao cấp Lamborghini của Ý có trụ sở đặt tại San Agata, Bologna vừa mở cửa hàng ảo trưng bày những dòng xe của hãng thông qua Google Maps với công nghệ Street View. Khách tham quan chỉ cần dùng công cụ Google Maps và nhập vào địa chỉ tìm kiếm Museo Lamborghini Via Modena San Agata, Bologna, PO, Ý. Sau đó click chuột vào phần hình ảnh của bảo tàng hiện lên ở góc trái giữa màn hình để vào trong tham quan. Tại đây những mẫu siêu xe nổi tiếng của hãng như Miura, Katak, Caltech, Diablo hay Murcielago. Ngoài ra còn có nhiều mẫu xe cực hiếm của Lamborghini như là Riverton, Estoki và Sisto Elemento. Không chỉ xem hình ảnh bên ngoài của các siêu xe, Lamborghini còn cho phép tham quan nội thất bên trong các mẫu xe thông qua bảo tàng ảo này. Ngay từ bây giờ, những ai đam mê các mẫu xe của Lamborghini mà không có cơ hội đến San Agata Bologna để tham quan trực tiếp bảo tàng của hãng thì vẫn có thể thong thả đi dạo một vòng quanh Museo Lamborghini thông qua dịch vụ trực tuyến của Google với các thiết bị kết nối Internet như máy tính bảng, điện thoại. Tuần qua, Samsung đã trình làng chiếc smartphone màn hình cong đầu tiên trên thế giới với tên gọi Galaxy Ground. Máy có thiết kế chịu ảnh hưởng của Galaxy Note 3, nhưng màn hình của máy đã được uốn cong sang hai bên và lõm ở giữa. Cấu hình của Galaxy Ground cũng được trang bị các thông số tương tự như Galaxy Note 3 với màn hình 5,7 inch, độ phân giải Full HD 1080p. Vì xử lý lõi tứ tốc độ 2,3 GHz, 3 GB bộ nhớ RAM, máy được trang bị pin dung lượng 2.800 mAh và cài sẵn hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean. Galaxy Ground sẽ có mặt trên thị trường Hàn Quốc với mức giá 1,09 triệu won, tương đương với 1.013 USD. Nhiều khả năng đây chỉ là chiếc smartphone dành cho thị trường nội địa Hàn Quốc. Ba ngân hàng tại Mỹ gồm Wintrust bang Illinois, BMO Harris bang Chicago và City National bang Los Angeles đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ rút tiền bằng ứng dụng di động trên smartphone tại máy ATM trong vài tháng qua và dự kiến chính thức áp dụng cho tất cả các máy ATM của ba ngân hàng vào cuối năm 2014. Thao tác tương tự như sử dụng một bộ điều khiển từ xa cho ATM khi muốn rút tiền, khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng di động, nhập số tiền muốn rút hoặc tra cứu số dư tài khoản. Tất cả những gì cần là một chiếc smartphone của chính mình. Việc chuyển tiền chỉ cần thông qua ứng dụng di động trên smartphone do ngân hàng phát hành. Khi muốn rút tiền, khách hàng có thể đặt lệnh rút trước ở nhà để khỏi phải xếp hàng đợi, sau đó đến máy ATM, mở ứng dụng và quét một mã số do máy ATM xuất ra để chứng thực là chính họ đang ở đó. Sau khi quét, tiền sẽ xuất ra như bình thường. Dù ra mắt chưa lâu, chiếc điện thoại thông minh mới nhất của Apple iPhone 5S đã nhận được nhiều than phiền về hiện tượng xuất hiện màn hình xanh hoặc tự dưng khởi động lại khi đang dùng các ứng dụng. Apple vẫn chưa tung ra bất cứ thông báo cụ thể hoặc bản vá lỗi nào cho các lỗi kể trên. Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng cho biết về các hiện tượng pin cạn nhanh, giật, phản hồi chậm khi thực hiện các thao tác cảm ứng sau khi nâng cấp hệ điều hành lên iOS 7. Bạn là người thích xem video trên YouTube, nhưng tốc độ Internet tại nhà lại không cho phép bạn load nhanh những đoạn phim yêu thích. Tuy nhiên, nếu khám phá hết những tính năng độc đáo của ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ngoài tính năng cho phép người dùng xem video trực tuyến, YouTube còn có một số tính năng độc đáo khác như hỗ trợ tăng tốc load video, xem playlist của nghệ sĩ bất kỳ hay kiểm tra tốc độ đường truyền Internet. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tính năng YouTube Discover. Chức năng này giúp người dùng có được danh sách bài hát của một nghệ sĩ nào đó theo từ khóa mà bạn yêu cầu. Để sử dụng, bạn truy cập vào địa chỉ như trên màn hình.
rồi nhập tên nghệ sĩ muốn nghe hoặc chọn một nghệ sĩ nổi tiếng trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất phía bên dưới và nhấn Discover. Khi đó, nếu tìm kiếm được các bài hát của nghệ sĩ này, YouTube sẽ tự động tập hợp các kết quả thành một playlist. Lúc này, bạn chỉ cần mở nghe mà không phải tìm bài hát khác. Tuy nhiên, YouTube Discover sẽ không hoạt động khi bạn tìm các nghệ sĩ vô danh hoặc không được nhiều người biết đến. Để kiểm tra tốc độ mạng Internet với YouTube, bạn sẽ sử dụng tính năng Video Speed History. Đầu tiên, bạn truy cập vào địa chỉ như trên màn hình. Lúc này, người dùng sẽ thấy biểu đồ hiển thị các thông tin về tốc độ streaming video của bạn và những người xung quanh. Ở dưới cùng của trang là đoạn video thử nghiệm. Bạn có thể mở để xác định tốc độ truyền tải hiện tại. Ngoài ra, người dùng có thể nhấn phải chuột lên video này để chọn Start for Near để xem thông tin chi tiết. Cuối cùng là tính năng YouTube Feeder. Với tính năng này, người dùng có thể tha hồ tăng tốc độ phát video. Để kích hoạt tính năng trên, bạn truy cập vào địa chỉ như trên màn hình. Sau đó, bấm nút Try it out ở mục YouTube Feeder, rồi chọn Turn the Feeder Beta là hoàn tất. Lúc này, YouTube sẽ tiến hành loại bỏ các tính năng không liên quan và thực hiện một số kỹ thuật web tiên tiến, nhờ đó giảm được lượng thông tin không nhỏ mỗi khi bạn xem video. Tuy nhiên, người dùng cũng nên lưu ý, khi sử dụng YouTube Feeder, bạn sẽ không thể xem hoặc viết các bình luận, like và chỉ xem được 5 video liên quan trên một trang. Nhằm tạo cơ hội để sinh viên thực hành chế tạo mô hình robot, các cảm biến của mô hình xe di động, automobile và thuật toán robot giải mê cung. Vừa qua tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Robot Rayer ARM 2013 lần 2 do câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của khoa điện điện tử tổ chức. Giải nhất chung cuộc đã thuộc về chàng hoàng tử Nguyễn Chí Linh. Được tổ chức lần đầu vào năm 2011, cuộc thi Robot Race do ARM xoay quanh câu chuyện về một nàng công chúa chuột sống trong lâu đài cùng nhà vua và hoàng hậu. Một ngày nọ, cô công chúa chuột bị chú thể mèo bắt cóc, giấu vào một lâu đài nằm trong mê cung bí ẩn. Đường vào mê cung ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy và hiểm nguy. Chàng hoàng tử chuột phải vận dụng trí thông minh của mình để vượt qua mê cung và tránh các bẫy của mèo đặt ra. Trên đường đi của chàng hoàng tử, chuột còn phải lấy được chìa khóa và vũ khí để mở cửa lâu đài cứu nàng công chúa. Race do ARM 2013 thu hút 45 đội thi, mỗi đội tối đa 3 thành viên là các sinh viên của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 3 vòng thi với chủ đề robot vượt mê cung, mỗi đội thi phải hóa thân thành trang hoàng tử chuột để giải mê cung và đưa công chúa về nhà. Tất cả các đội thi được ban tổ chức cung cấp mạch điều khiển, mô hình robot và mạch điện tử để làm robot hoàng tử chuột. Thử thách đặt ra cho mỗi đội thi là làm sao viết thuật toán để đưa robot chuột tìm đường vào mê cung, cứu công chúa và trở về lại trong thời gian nhanh nhất. Điều đáng nói ở đây là ở mỗi vòng thi, mê cung sẽ được ban tổ chức thay đổi mà đội chơi không được biết trước. Các đội thi phải dùng các cảm biến và lập trình tọa độ hợp lý để đưa robot tìm đúng đường đi. Vòng chung kết cuộc thi Robot do ARM 2013 được tổ chức tương tự như vòng chung kết cuộc thi Robocon. 6 đội thi xuất sắc nhất từ 45 đội tham gia sẽ phải trải qua 3 giải đấu, giải đấu đơn, giải đối kháng và giải đồng đội để tìm ra nhà vô địch. Theo tiến sĩ Đỗ Hồng Tuấn, trưởng khoa điện điện tử trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Robot Race do ARM không chỉ là một sân chơi học thuật giúp sinh viên học hỏi, tiếp cận kỹ thuật mới, phát huy tinh thần sáng tạo và say mê đối với lĩnh vực chuyên môn. Đây còn là sân chơi giúp sinh viên cọ sát với thực tế, tạo cơ hội cho các bạn được thỏa sức sáng tạo và kết nối nhiều tình bạn đẹp thông qua cuộc thi. Xuất sắc cứu được công chúa và thoát khỏi mê cung với thời gian sớm nhất, chàng trai Nguyễn Chí Linh của khoa điện điện tử đã trở thành hoàng tử xuất sắc nhất của cuộc thi năm nay. Đến với cuộc thi này thì mình nói là không có trang bị gì hết, thì tất cả là do câu lạc bộ của trường tài trợ, từ chip robot tới phần kỹ thuật, phần code đều do các anh chị trong câu lạc bộ là đứng ra hướng dẫn. Tụi mình chỉ là tận dụng những cái code đó, phần cứng đó, mình thiết lập lại theo ý thức của mình. Từ đó mình cho ra những sản phẩm như các đội đang thi đấu. Khi mà những sân chơi lớn về khoa học công nghệ dần dần mất đi sự hấp dẫn, nằm ngoài tầm với của sinh viên, thì những sân chơi mang tính nội bộ như Robot Race do ARM hay Dancing Robot của bộ môn cơ điện tử, khoa cơ khí chế tạo máy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lại là một giải pháp vừa tiết kiệm kinh phí lại vừa hâm nóng được sự đam mê sáng tạo của giới trẻ. Chính vì lẽ đó, những sân chơi này cần được nhân rộng để tạo cơ hội cho người trẻ sáng tạo, góp phần phát triển và cải tạo cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, khi mà những sân chơi lớn về khoa học công nghệ dần mất đi sự hấp dẫn và nằm ngoài tầm với của sinh viên, thì những sân chơi mang tính nội bộ như Robot Razor ARM hay Dancing Robot lại là một giải pháp vừa tiết kiệm kinh phí lại vừa hâm nóng được sự đam mê sáng tạo của giới trẻ. Hy vọng là với mô hình này, rồi đây các bạn sinh viên đam mê khoa học sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa để thể hiện niềm đam mê của mình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho bản tin đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đừng quên đón xem bản tin tiếp theo được phát vào ngày 22 tháng 10 năm 2013 tại địa chỉ tv.tuitre.vn.